Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nha. Let's go. Và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà có một con ma. Rất là kinh dị luôn. Trên tầng 2. Oh my god. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Quên đi ra. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Slenderina 2D. Ngoài trời thì đang mưa. Và bây giờ thì mình sẽ phải trú mưa trong ngôi nhà này. Đã có một chiếc chìa khóa. Mình sẽ vào. Oh my god. Không có gì ở đây. Ở đây thì các bạn phải kiếm một đoạn dây. Sau đó thì các bạn mới xuống được. Xuống được căn hầm. Ở đây thì khi các bạn vào trong ngôi nhà này, các bạn lại không thể nào thoát ra được khỏi bằng cái đường mà các bạn vào. Sau đó các bạn lại phải đi bằng đường căn hầm, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà ma này. Như là cầu chì chứ không phải là dây. Các bạn sẽ lắp cái cầu chì được vào. Lúc đó thì các bạn sẽ đi được bằng một cầu thang máy này. Để cầu thang máy có nguồn điện. Sau đó sẽ đi cầu thang máy xuống dưới tầng hầm và tìm kiếm tiếp rồi thoát khỏi ngôi nhà ma này. Một ngôi nhà ma ám. Ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Granny Chapter 1.
Mây lần một quả dưa. Wow, đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, sau đó đập vào một bình đây. Lột một bình đây. Đấy là một chiếc chìa khóa màu bạc, ok. Mình sẽ lên mở cánh cửa đây ra. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go.
Oh my god. Rồi, mình sẽ nhận lại câu này. Ở đây thì các bạn phải nhảy. Ok. Tiếp tục nhảy tiếp. Wow. Cũng rất là khó luôn. Đường đi rất là nhỏ. Rồi, lại con này nào. Cái này chỉ cần quá một chút là các bạn chạm vào cái đỏ kia là các bạn cũng thua ngay. Wow, còn tiện nữa kìa. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slender 2. Ở tự nhiên này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 7 con ma trong map bản đồ này. Và trong tựa game này thì ông Slenderman, ông ta sẽ săn lùng và bắt các bạn. Cho nên khi gặp ông ta thì các bạn quay đi thật nhanh. Nếu không thì ông ta sẽ bắt và lúc đó các bạn lại phải trở lại từ đầu. Và càng về sau các bạn bắt càng nhiều ma thì ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Mình sẽ đi những con đường to. Nếu khi gặp ông ta thì mình có thể chạy được. Đây rồi, một con ma gần đây. Nó đi đường là mất tích nữa rồi. Đây rồi. Ok, con ma thứ hai. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm kiếm tất cả mấy con ma. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderilla Asylum. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm 8 tờ giấy. Đó thì sẽ quay về vị trí ban đầu và mở cánh cửa ở ngay đằng sau lưng các bạn.
ra đóng quỷ chồng của mama. Sau đó các bạn sẽ đi đến rìa trong tìm kiếm tiếp, và khi đổ thì các bạn sẽ thoát khỏi con đường này. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.